Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin mời các bạn cùng du lịch cùng với Lực và Jenny đến thủ đô Washington DC để ngắm ngày hội hoa anh đào nở. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi mình nha. Điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là Martin Luther King Jr. Memorial, đài tưởng niệm quốc gia Martin Luther King Jr. Thì Martin Luther King Jr. là ai? Đó là một vị mục sư Pháp Tịch, một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi và là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. Martin Luther King được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như là một vị anh hùng, một nhà kiến tạo hòa bình và là thánh tử đạo. Cái đài tưởng niệm quốc gia Martin Luther King Jr. ở Washington DC được vinh danh những đóng góp và tầm nhìn quốc gia và quốc tế của ông Martin Luther King Jr. dành cho tất cả mọi người để tận hưởng cuộc sống tự do, cơ hội và công bằng. Quốc hội đã thông qua một nghị quyết chung vào năm 1996 và cho phép xây dựng đài tưởng niệm là một nền tảng được tạo ra để xây dựng giấc mơ, nâng số tiền ước tính là 120 triệu đô cần thiết cho dự án. Một trong những địa điểm uy tín nhất còn lại trên National Mall đã được chọn để tưởng niệm ông Martin Luther King Jr. Trung tâm của đài tưởng niệm quốc gia Martin Luther King Jr. là một hòn đá hy vọng, một bức tượng vua tiến sĩ dài 300 feet nhìn vào chân trời và tập trung vào tương lai và hy vọng cho nhân loại. Khu vực tiếp theo mình đang tiến tới đó là khu vực dọc theo bờ hồ, nơi có rất nhiều những cây hoa anh đào đang nở rộ trắng muốt. Thì cái lễ hội hoa anh đào tại Washington DC diễn ra tại khu vực bờ hồ Tidal Basin, ở nơi có các đài tưởng niệm cố tổng thống của nước Mỹ vào diễn ra hàng năm vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Tổng số có 3.800 cây hoa anh đào được trồng dọc theo hai bờ ống của Potomac và xung quanh hồ Tidal Basin. Nó là báu vật thiên nhiên của Nhật Bản, được thị trưởng Tokyo Yukio Ozaki dành tặng cho người dân nước Mỹ và nó đã trở thành ngày hội giao duyên văn hóa giữa người phương Đông và người phương Tây. Thì mỗi năm có hơn 1 triệu du khách trên thế giới háo hức đổ xô về đây để ngắm những chùm hoa anh đào trắng, hồng nở rộ khoe sắc. Dưới nắng sưng dịu ngọt phản chiếu những tia sáng ấm lấp lánh, những cánh đào tinh khiết e ấp khoe mình rực rỡ dọc theo con đường nhỏ quanh bờ hồ Tidal. Những cành đào cổ kính vương dài trên lối đi, hương hoa tinh khiết thoảng mùi. Hầu hết hoa anh đào nở vào thời gian này là giống hoa đào trắng năm cánh Yoshino, được trồng ở Tokyo từ những năm 1872.
Thì khu vực tiếp theo mình chia sẻ với các bạn đó là đài tưởng niệm của Thomas Jefferson. Thomas Jefferson được chính thức khánh thành vào tháng 4 năm 1943 nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cố tổng thống Thomas Jefferson. Công trình nằm trên bờ hồ Tidal Basin ở giữa một rừng hoa anh đào của Nhật Bản. Tổng thống Thomas Jefferson là một vị tổng thống thứ ba của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, người sáng lập ra Đảng Dân Chủ Cộng Hòa của Hoa Kỳ và là một nhà triết học chính trị có ảnh hưởng lớn, một trong những người theo chủ nghĩa tự do nhiệt thành lớn nhất thời cận đại. Khu vực tiếp theo mình chia sẻ với các bạn đó là đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Đây là bức tượng ba người lính được làm bằng đồng. Người ta được thêm vào để giữ những truyền thống cũ giống như ngày xưa. Và cái bên đó là cái bức tượng chiến tranh Việt Nam. Đó là một đài tưởng niệm có hình một bức tường dài, hình chữ V bằng đá, khắc tên của hơn 58.000 chiến binh Mỹ đã thiệt mạng hoặc mất tích trong khi tham gia công cuộc chiến tranh Việt Nam. Cái khu tưởng niệm về các cựu chiến binh Việt Nam với một bức tường tại trung tâm của thủ đô Washington DC và được khánh thành từ ngày 13 tháng 9 năm 1982 với diện tích là 8.100 m². Đây là nơi đón tiếp hơn 3 triệu người tới thăm viếng mỗi năm và nó được làm từ hai tấm đá hoa cương đen mang về từ thành phố Bangalore ở Ấn Độ. Chiều dài của bức tường là 58 m và cao 3 m. Khu vực tiếp theo là mình đang tiến vào cái The Smithsonian National Museum of African Art. Nó gọi là Viện Bảo tàng của Nghệ thuật Châu Phi. Do vào năm 1964, cựu sĩ quan ngoại vụ người Mỹ Warren M. Robin đã thành lập một bảo tàng nghệ thuật Châu Phi do tư nhân điều hành tại nhà Frederick Douglass ở Washington DC. Vào năm 1979 thì bảo tàng này trở thành một phần của Viện Smithsonian và ở vào năm 1981 thì nó được đổi tên thành Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Châu Phi. Vào năm 1987 thì bảo tàng sẽ chuyển đến khu phức hợp tứ giác National Mall. Nó có gần 22.000 feet vuông, có nghĩa là tương đương khoảng 2.045 m², không gian triển lãm và nằm gần như hoàn toàn dưới lòng đất, bên dưới cái vườn hoa Victoria Annex.
trà nè các bạn. Nó đẹp y như cái hoa hồng vậy. Một màu khác của cái hoa thanh trà nè. Wow, quá đẹp luôn. Này là gọi là hồng trà. Kiến trúc từ phía Bạch Sao nè. Chào các bạn, vậy là hôm nay cả nhà mình đã có một ngày dạo quanh một vòng ở Washington DC thật là thú vị. Thì có rất là nhiều điều cần khám phá và rất là đẹp mắt, thật mãn nhãn để mình có dịp tham quan một ngày. Đi cả ngày rất là mỏi chân nhưng mà rất là vui tại vì có nhiều cảnh đẹp cho mình tham quan. Đó. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video của mình hôm nay ở đây. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn để gia đình của mình sẽ làm ra thêm những video hay hơn và thú vị hơn để cho các bạn theo dõi. Bây giờ cả nhà mình sẽ về nhà thôi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.